đưa bộ dí đi cấy phôi trữ đông của hai hiền thê chồng. Khi nhận được cuộc máy tính bản gọi thăm sức khỏe của mẹ và thai nhi của bệnh viện bưu điện chị Nguyễn Thị Nờ Quế Giỏ, Bắc Ninh, thế hệ biết phôi trữ đông của mình bị đánh cắp. Chị Nờ cho biết, chị kết hôn với chồng đã được 29 năm và có ba cháu con lớn 29 tuổi, con nhỏ hơn 1 tuổi do vẫn có nhu cầu sinh thêm con, nhưng tuổi cao nên chị N năm 2017 đã tới Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản, Bệnh viện Bưu điện Hà Nội để làm thụ tinh ống nghiệm và tạo được hai phôi. Ngày 31 tháng 12 năm 2017 chị chuyển phôi đầu tiên thắng lợi, đến 9 chi 2018 chị sinh con thứ 4 bé trai. Phôi còn lại, hai hiền thê chồng chị N đã quyết định gửi trữ đông tại Trung tâm Cung cấp Sinh sản, Bệnh viện Bưu điện. tháng 4 năm 2019, lúc này đàn ông của chị nợ thế hệ sinh được 7 tháng tuổi, chị vô cùng bất ngờ khi nhận được cuộc máy tính bản gọi thăm sức khỏe sau khi chuyển phôi và mang thai. Chị nợ được biết phôi còn lại chị đang trữ đông đã được chuyển thắng lợi vào ngày 2 tháng 4 năm 2019 và đã mang thai. Điều làm cho chị nợ sốc hơn khi người lấy phôi trữ đông ra chính là chồng mình chồng chị đã thừa nhận lấy cắt phôi của hai hiền thê cho cô bồ của mình 45 tuổi ở Bắc Giang, mang thai. Chị nợ đã sốt khi biết chồng lấy phôi của hai người cho bồ với mang thai. Trường hợp hy hữu Trao đổi với lương y Nguyễn Thị Nhã, trưởng đơn vị cung cấp sinh sản bệnh viện Bưu Điện đã xác nhận thông tin chị nợ chia sẻ là chính xác. Đây là trường hợp hy hữu mà lương y chưa từng gặp gỡ trong bao nhiêu năm làm công tác cung cấp sinh sản quy trình làm thủ tinh ống nghiệm ở trung tâm rất chặt chẽ để làm thủ tục lọc trứng chuyển phôi gửi phôi đều phải có chứng minh nhân dân giấy đăng ký kết hôn của hai hiền thê chồng bản gốc và có chữ ký của cả hai người được chuyển phôi phải trả lời các câu hỏi trong ngân hàng câu hỏi của bệnh viện như số con của gia đình con lớn con nhỏ tuổi như thế nào anh chị em trong gia đình anh chồng của chị nợ quá thủ đoạn chủ động đánh lừa các lương y chồng bệnh nhân đã có đủ hết giấy tờ bản gốc, người hiền thê đến cũng trả lời hoàn toàn câu hỏi kiểm tra của Lương Nghi, Lương Nghi nhã nói. Bác sĩ nhã cho biết thêm, người chồng đã chủ động giấu giấy chứng minh nhân dân của hiền thê khiến người hiền thê tưởng bị mất. Khi đến bệnh viện, anh chồng chị nờ đã trình đủ các giấy tờ, có thể gửi phôi trữ đông, do từng chứng kiến quá trình chuyển phôi cho hiền thê, nên anh chồng cũng cầm rõ rệt câu hỏi trong ngân hàng câu hỏi kiểm tra, cô bộ trả lời đều chính xác. Bác sĩ Nhã cũng thông tin thêm, sau khi được chuyển phôi vào tháng 4, người thanh nữ nhận phôi đã mang thai nhưng hiện thai nhi đã bị sảy. Trong thời gian tới để đảm bảo an toàn, trung tâm hỗ trợ sinh sản sẽ sử dụng phần mềm nhận diện gương mặt và dân tay, lưu trữ từ thời điểm thực hiện kỹ thuật, so sánh và sàng lọc thời điểm chuyển phôi nhằm tránh các trường hợp tương tự.